xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay chủ nhật cũng có dịp đi ra chợ Cô Giang nè. Sẵn quay số hình ảnh ở chợ Cô Giang và cái để theo cầu của chị Nga nha. Chị Nga nói là có cái bạn ở cái nhà số 31 Cô Giang là bạn của chị ha, cách đây hai mấy năm rồi ha. Để em đi đến đó hỏi thăm thông tin chị Minh Tâm để chị rõ ha. Rồi sẵn quay số hình ảnh ngoài chợ Cô Giang cho mọi người xem nha. Bây giờ là 3 giờ chiều. Sài Gòn rất là nắng, mấy hôm nay nắng lắm, vì nắng mùa xuân. Đây nhà này mới xây theo kiểu đơn giản, là những cái trụ sắt chữ Y rồi ghép lại với nhau thôi. Này mình đi đến ngã tư Đề Thám và Cô Giang. Đây thì chợ Cô Giang chỉ bán buổi sáng thôi, rồi buổi chiều thì nghỉ, buổi tối thì bán hàng ăn ha. Em sorry chị Nga nha, tại vì em bữa giờ nhiều việc quá, các em không có dịp ra chợ nên không có quay cho chị được. Hôm nay chủ nhật ở nhà đó, thì có dịp rảnh rỗi nên thoải mái hơn thì ra đó mình quay cho bà con xem cho vui nha. Sẵn gửi đến chị luôn. Này hướng này mình đi thẳng ra là bến Trương Dương. Tới đây là ngã tư Đề Thám và Cô Giang. Mình rẽ trái đi về hướng cầu Ông Lãnh ha. Buổi chiều thì chợ vắng. Buổi chiều chợ vắng nên quay thoải mái. Khúc này buổi chiều bán đồ ăn cũng nhiều lắm. Có nổi tiếng là món quán cháo lòng. Cháo lòng má heo. Đó, bên đường thì có quán bán nước mía đó. Nước mía mấy chục năm ở Cô Giang này. Sắp tới nữa có đình ông hổ. Hồi xíu nữa hành trình mình sẽ đi đến chợ Cầu Muối, chợ cá Cầu Muối. Quá nắng, nhiệt độ cỡ 32 độ C. Này cháu lòng ở 47 Cô Giang, 20.000 một tô thôi. Cháu lòng má heo rồi, nhà đóng cửa rồi, 6 giờ. Đóng cửa rồi, khóa cửa ngoài luôn. Lại hỏi thăm cái gì chắc lần sau quá. Chị sửa quần. Số điện thoại 12 5 7 1 5 0 3 0 6. Chú làm ơn cho hỏi cái cô ở nhà này có cô nào tên Thanh Tâm hay Minh Tâm gì đó? Minh. Dạ. Tên Minh là bà chủ nhà. Dạ, không phải giờ đi công chuyện rồi mà. Dạ. Để bà đi xe ráp đi đâu đó có món cái gì. Đúng rồi bà chủ. Dạ. Con nhỏ chở chắc con phải đó. À là cô là thợ may đây hả? À không, bà thợ may là bà mướn ở đây làm. Dạ. Còn cái bà làm tên Minh là chủ nhà. À vẫn còn đây. Đây là chủ nhà đây hồi đó giờ mấy chục năm rồi.
Dạ. Tại có người quen bạn của. Ủa anh em cô lớn vậy ta? Cũng lớn rồi bà, anh chú bằng chị rồi, chú sáu bảy. Vậy là cô, dạ cô à. Đó, lại có người quen ở bạn của cô á, ở bên Mỹ á, muốn liên hệ với cô mà họ mất liên lạc hai mấy năm rồi. Bạn có mấy đứa ở bên Mỹ làm bà? Dạ, bạn của cô này nè. Không, rồi bạn có là gia đình ở bên Mỹ đông lắm. Vậy hả? 4-5 người lắm mà. À. Tại giờ là chỉ còn ở bên đây là bà với thằng em thứ 5, thứ 6 với con nhỏ thứ 10 là nhỏ đó bên Thủ Thiêm bên quận 2 á. À. Ở đường bên quận 2 á. À. Còn lại đây là nhà này, đây là phải là dân của ở ngoài Bình Định mà. À. Mà là dân Bình Định. Nhà này đó giờ luôn ha, có một chủ à. Nói chung ra là họ giải phóng mấy chủ mà, nhưng mà họ giải phóng tiếp thu. Dạ. Cậu bà là bên cách mạng. À. Rồi hiểu rồi. Nhà nước cấp. Dạ hiểu rồi. Ông nó làm lớn á, nhà nước cấp. Thì đó có bạn của cô đó mất liên lạc rồi, giờ muốn tìm liên lạc thì quen con qua Facebook, YouTube á. À, rồi họ thấy con quay vòng vòng ở chợ này nè, hay quay vòng vòng chợ, cái thấy địa chỉ nhà nhớ tới bạn mà không có liên hệ được. Bà tên Minh. À, Minh kêu bà Minh hả? À, chứ phải bà Minh Tâm. Minh Tâm là sao ta? Không là chắc là con gái rồi đó. À. Chồng bà thì mới mất đây. À mới mất. À, cũng mới giáp năm đây. À. Vậy có gì hồi nữa mà cô có về. Đi lát con lợi hoài lợi rồi, rồi. Mà đi cũng chuyện chứ mà lợi rồi. Thôi nhà tối nhà ngày con. Đêm mà. Nhà con cũng bên đường đây nè. Bà ở đây tối ngày nắng đêm. Dạ. Chú chạy xe ở đây hả? Không, chú chờ hai bà xã đi châu đấu về với chú rồi. Nhà trong hẻm nè. À, đình ông hổ. Ừ, nhưng mà chú ở trong hẻm. Dạ. Đó thì sẵn cái giờ bà mới con vừa lại bà đi bán được 10 phút à. Chứ có đi công chuyện hay vậy đó, đi ấy đi xe mấy thằng gáp á, gồ việc á, gồ việc á. Rồi lại cái này dạ. Chắc bú cho anh em mấy bữa dài, tại vì cái bà mở cửa liên tục bà. Dạ. Cái này có trong đây nè, chỗ đây nó bán mì khô nè. À. Rồi bây giờ bà nó ô mì khô nghỉ sao bữa giờ không thấy bán ta? Ông này ba chồng nó bị bệnh mẫu ruột đó. Dạ. Nó nghỉ rồi, nó đồ đẩy vô chồng mới đóng cửa chứ mới dạy đây mở cửa nó lên từ chuyến một. À. Thôi cái gì chúc. Chắc bú chúc con đi đón dạ. Chồng. Thôi chúc. Con lợi có gì lát mới về tới vậy. Thôi chúc con ra. Ừ. Cái gì nếu mà chú gặp nó có bạn tên là Nga, Nga Diễm gì á. Thôi bạn Nga gì đó. Bạn Nga của cô đó đó. Ở Mỹ á. Biết làm nhưng mà dạ. Tên Nga mình phải nói là mình phải biết tên Nga gì đâu, mình nói điếu mình nói cho à, để anh coi lại cái. Coi lại coi. À. Tại vì cái nickname của người ta đó, cái mình không rõ họ tên. Nga Mai. Nga Mai không? Dạ. Rồi thôi chúc quay lại. Dạ, cảm ơn okay. Chú nha. Dạ, ok. Dạ. Có gia đình đây, bốn năm tuổi dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Mình đi tiếp sẵn đến đây thì đến chợ Cầu Muối cho bà con mình xem luôn nha. Tiếc là lại cô đóng cửa. À, nếu mà bạn của chị Nga thì chắc là chị Nga cũng xem tuổi hết rồi. Nên không biết kêu chị em thì có gì chị bỏ qua em nha, tại vì không có biết độ tuổi nên xưng hô tình cảm. Chắc một xíu nữa em sẽ hoành lại và thực hiện cái video nhỏ nữa, nếu mà không gặp thì chắc ngày mai quay lại nữa. Rồi sẵn gửi chị một số thông tin để chị nếu mà chị có xem được thì chị cho em cái comment nha, để em biết có đúng người hay không.
lần sau em sẽ quay cụ thể hơn nữa. Đó, mình đi tới đây là chợ Cầu Muối. Chợ Cầu Muối ngày xưa khúc này là chợ cá trên bến dưới thuyền. Bây giờ thì không còn bán nhiều như ngày xưa nữa. Giờ chỉ bán khô muối rồi cá, gạo. Bên đây là bên chân cầu Ông Lãnh. Đi qua quận 4, Khánh Hội. Ngày xưa dưới chân cầu thì có cái nhà máy thuốc lá Khánh Hội, mà nhà máy thuốc lá đó thì dời đi vô khác rồi, giờ đổi thành cái cao ốc đó. Các chị thấy cái cao ốc cao thì cao, cao sừng sững này. Cao ốc này hồi xưa là chung cư Khánh Hội ha, giờ thành cao ốc của Novaland. Chiều rất là tấp nập ở đây con khúc này thôi.